chúng ta sẽ đến với một phụ âm rất dễ phát âm đúng các bạn. Đó là phụ âm. Để phát âm đúng được phụ âm này, đầu tiên chúng ta sẽ mím hai môi lại. Sau đó các bạn sẽ đẩy luồng hơi từ bên trong đi ra. Đồng thời, vì đây là một phụ âm hữu thanh, thế nên khi phát âm các bạn sẽ phải rung dây thanh quản. Mầm. Cầu. Summer. Smoke. Manchester. My mother came home with an empty can. The manager from Manchester recommended making more money.